Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Đến ngày hôm nay thì Black Kyorem đã được fix đỡ đỡ hơn rồi So với ngày hôm qua thì tạo ra cả đống clone luôn Clip ngày hôm nay thì chủ yếu mình sẽ review một đội hình tim nước Full nước sau khi Pankia đã điều điều chỉnh Còn với bản đài nữa cũng có người chơi full tim nước vậy Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng xem những cái hiệu ứng của Black Kyorem sau khi điều chỉnh xong Khi nó ra skill 2 rồi thì nó sẽ lẩn, ẩn trốn ở trong cái uh, mây đen này của nó không ai nhìn thấy cả Hình ảnh skill cũng đã có thêm cái sát thương đánh giật giật điện với mây mù như thế này Tự động ra đòn tuyệt kỹ Đấy khi nào đó đủ kiểu dạng như cái ép sung giống như kiểu của cọ Zero vậy và nó còn cũng đẩy nổ rất là nhanh, nó làm cho một địch bị đóng băng. À, với Black Kirem này nó thiên về tấn công nhiều hơn và nó cũng kèm theo một cái hiệu ứng đóng băng giống như kiểu của săn mồi Kirem lúc trước, còn đâu đa số chỉ toàn là theo kiểu điện giật là chính thôi, thiên về điện nhiều hơn so với băng. Còn nếu bạn muốn chơi tim băng hay là rồng hay là lửa thì White Kyorem nó sẽ ấy khác hơn. Vừa rồi là hiệu ứng của Black Kyorem nhìn rất đẹp. Còn bây giờ thì mình test cái skin của Black Kyorem sau khi điều chỉnh lại xong. Phích lỗi rồi. Còn đây là skill 2. Trốn. Và cuối cùng là đòn tuyệt kỹ của cái skin Black Kyorem. Đây là một đội hình team nước VIP 16, hiện tại lực chiến đang là 13 triệu năm này và chơi 6 con nước luôn. Vó Vulcanian có Askenza và Pankia quay trở lại. Trận đấu đầu tiên là với cả một cái team mà 15 triệu lực chiến như thế kia thì mình sẽ quay đến trận đấu thứ hai luôn. Còn đây trận đấu tiếp theo với cả đội hình team chính bên kia cũng lên Zmu kha khá nhiều con rồi. Hơn lực chiến này và đi theo đội hình ba con rồng kia đã ulti một đòn tấn công 14 triệu và cũng không trốn ở trong cái uh, uh, chiều không gian khác của nó bởi vì là nó đã sử dụng hết ở trong cái đòn tuyệt kỹ uh, ở trong cái trận đầu tiên rồi và hình như là nó đã uh, giết được cả mega quaza bên kia rồi thì phải nó ulti con nào mà có cái thủ đặc biệt thấp nhất ở bên địch uh, uh, ưu tiên là hàng sau nữa và với việc đó là Chết ngay mega quaza lúc đầu làm cho bên đội hình bên kia cũng bị yếu đi bởi vì đó là con đam chính còn lại thì đa số toàn con phòng thủ có white Ram thì khi lên trạng thái ép sung thì nó mới đam cao thôi và đốt cháy nữa cháy thì lại không ảnh hưởng gì đến với cả cái tim nước này rồi Manafi nó đã bổ trợ cực kỳ tốt cái hiệu ứng bong bóng để giảm sát thương phản đam với cả hiệu ứng cháy nữa và đây kia đây những quả đánh của nó đánh thường với skill 2 mà đam cũng ổn áp phết thế đây là một đội hình tim phun nước vip 16 còn bên đội hình bên kia chắc cũng thế phải vip 15 trở lên rồi và có cái gì đó nó hơi lắc lát là lá. lá đó là con Eternatus bên kia cũng đang trốn vào trong một cái chiều không gian khác giống y xì như kiểu của Pankia bên này vậy 11 triệu đam của Galdon uh, đánh lên bên này và đeo đam mấy quả pha của nó cũng ảo ảo phết Nếu bạn là đam mê team nước thì đây cũng là một team bạn có thể uh, sử dụng. ở uh, trong đó thì Volcanion cũng vang vừa được búp rồi. Manaphy thì bị giảm đi. Askenza thì điều chỉnh siêu xíu siêu siêu. siêu. Uh, cũng không phải quá đáng kể. Nhưng mà đam của nó vẫn rất là ấn tượng. À đâu, lúc nãy không phải là Mega Ray qua ra bị chết mà là bị Manaphy ulti cho bay ra khỏi sàn đấu này. Chính ra là team nước cũng đang rất là lợi hại với việc là có toàn những con tinh linh của con Manaphy kia tạo ra để đỡ họ hai đòn tấn công vừa rồi là của con Megaray tốc độ cao đi trước xong mới tạo được tinh linh thì cực kỳ an toàn và còn có thêm cả hai con mana phi à, ở hai con uh, Cloister kia bảo vệ này đây Pankia đang tấn công nó lại trốn vào chiều không gian khác mà nó có thể để lại là cái uh, clone của nó bên ngoài Nổ đam Nổ thêm phát nữa 2 triệu 6 cũng gần chết thêm phát nữa là phát thứ tư Và nổ bùm một phát Một quả Ulti Của Vulcanian này Tim nước hồi phục quá tốt Pankia đã quay trở lại và Ulti tiếp chết mất Eteratus rồi Mà nó đang tạo ra một con có thể bổ trợ dành cho Pankia à, Tim Pankia đi à, Kiểu dạy như là tim nước là chính thôi à, Với cái khả năng đa số là tim nước là tạo ra được một cái À, giống như kiểu asgenza phân thân để chặn đỡ hộ đòn với tim nước này là khả năng phòng thủ là tạo ra quá nhiều cái tinh linh để bảo vệ cho chính nó và có một cái đối của nó đó là tim cỏ à, có khả năng đánh bỏ qua được một số cái vật cản hay là sao này chẳng hạn này và kèm thêm nữa là cả siêu của ừm um, cũng có khả năng đó là loại bỏ vật cả uh, những con tinh linh này của hệ nước uh, Celebi, Ziachi chẳng hạn này. Và trận đấu này thì team nước đang giành uh, thẳng thắng thế rất là nhiều, mình sẽ chuyển sang trận đấu khác của đội hình này. Một trận đấu kế tiếp, đấu hẳn với cái team 16 triệu ngày trước thì cái team nước này 13 triệu mà nuôi tốt. Uh, thì nó vẫn có thể trụ lại được với kiểu rất là nhây nhưng bây giờ thì sao? Và trận đấu bắt đầu. Ở đây là đấu với cả cái team chính của bên kia luôn. Là team uh, uh, tiền đá đất rồng Pankia vừa vào đã ulti được. Và trốn vào trong cái chiều không gian khác của nó. Để lại cái phân thân của nó ở lại. Thế đây là bản tính chung. Uh, sau khi điều chỉnh lại xong một loạt Pokemon hệ nước rồi. Và hai bên đang thua kém nhau khoảng tầm 2 triệu lực chiến. Với team tiên đất rồng à, đá bên kia là cái team mà đa số nhiều người chơi ở top cao họ vẫn đang hay sử dụng có lẽ là vì độ trâu của rất là nhiều Pokemon nhưng mà trong đó Zygarde nếu các bạn mà không nuôi tốt ý thực ra đây là của các top nuôi thì các bạn thấy Zygarde đen nó rất là trâu nhưng mà trong uh, nhiều tình huống kiểu như là mềm màu sao rồi nó còn phải lên Z mu nữa thì nó mới thấy trâu trong giống như này còn uh, các bạn thấy là kiểu như nhiều lúc mà đeo đánh mất không máu ở trong cái uh, đấu trường mà nó tạo ra thì là một số Pokemon kiểu giống như hệ bay ấy, hay là Mega Rayquaza nó sẽ có một cái số tỷ lệ né nhất là đánh với tim điện thì tỷ lệ né cũng cực kỳ cao lúc bắt đầu à, nếu mà chọn cái um, huy hiệu ấy. Manaphy này nó làm cho một lệnh uh, này mình bay ra khỏi sàn đấu rồi. team nữa, vẫn là một cái team mà nuôi nếu mà nuôi ổn ổn giống như thế này nó cũng là một cái team đang đều dậy như, như nhiều người chơi mà theo kiểu mà thi hướng an toàn. À, vốn dĩ là có một Pokemon dam rồi là ra cái dam nó khủng bố hơn. Ờ à, này thì dam theo kiểu nó cũng nổ khoảng 2 3 triệu nhưng mà với Azengia nó nổ thì nhiều lúc mà đến tầm 20 mấy 30 mấy triệu cơ. Vulcanian cũng vừa được fix trở lại này đặt đến rất là nhiều hiệu ứng hơn nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó chưa được ổn cho lắm Pangea thì có lẽ với cái sự quay trở lại vừa rồi về đam thì ổn rồi nhưng mà cái quản à, sát thương à, với quả quản sinh tồn thì nó vẫn ăn một quả mạnh của Mega Ray qua ra vẫn chết luôn nếu đi cùng với cá kia thì nó có một lần kháng tử như các bạn thấy vừa rồi hoặc là nó phải ulti sớm trốn vào trong chiều không gian khác hay là tạo được con clone của nó lúc đấy nó mới an toàn Còn nếu bình thường mà nếu bạn đập với cả cái team mà không có Mega Ray qua dài như thế này thì có lẽ Pangea nó vẫn còn sống sót được. Ngựa nước Kendall đây. À, tim nước thì cũng đã, đã cải thiện thêm Pankia về tấn công. Có thêm Askenza nữa. Còn đâu ngày trước nếu mà chơi theo chiều hướng của người chơi mà VIP 1. À, à, VIP mấy nhỉ? VIP 1 đến VIP 0 ấy. À, VIP 1 là nuôi Raymond Kyo mạnh 4 triệu lực chiến. Kèm theo Manafi Châu nữa thì đội hình đấy đã đi theo hướng nhây là chính thôi và Rayquaza cũng đã tàn sát mất hai con nước bên kia 12 triệu này đã đánh bay được cái núi đá của Shiny này phải có con nam tốt nhưng mà thời điểm này thì Shiny Mega ta tạo rất rất là ít núi đá nhưng bạn thấy ngày trước thì rất là nhiều nhưng mà bây giờ cái hồi nộ của nó cũng chậm hơn rồi và cái núi đá của nó mặc dù nó tạo ra ít hơn nhưng mà nhiều Pokemon bị giảm đi sát thương thế nên là nó cái núi đá nó cũng chặn được một cách tốt tốt hơn Mấy team nước này thì còn lại Asgenza, Dam là chính, với quả nổ đam thôi bên kia thì chơi theo chiều hướng châu và trông thế thôi nhưng động đất của Raymond Gaudon này xong rồi là những cái pha đánh của đất đá nữa cũng tạo ra cái ném đá của bão cát này nhưng mà cái team bên kia nếu mà chơi với cả cái team nước bên này mà không có cái tỷ lệ hồi phục cao hay là châu ấy thì sau 20 lượt thì rất cũng bị tổn thất nặng nề xong rồi chết dần bởi vì team nước này cái khả năng hồi phục có mana phi hồi máu nó rất là ghê. Một mình nay mình kio thì nó còn chưa trâu được lắm nhưng mà thêm mana phi nữa phối hợp thì rất là ổn. Với team nước nó cũng kháng hiệu cháy tốt. 11 triệu này. nay mình cao đôn thì được các top vẫn rất thích sử dụng. Còn mình thì mình đã cho nó ra ngoài của các top thì lên rất mu 46 hết rồi. Thế là đã đánh bay được uh, Raven Gaudon. ra đánh liên tục. Và thêm cả mấy con đánh ké nữa. Malafi đã bị chui vào cái ấy rồi. Mất đi một kháng tử đầu tiên. Nó cũng đã bớt trâu hơn so với lúc trước bớt trâu hơn thôi nhưng mà nhìn chung là vẫn còn rất là trâu để vẫn vẫn có thể sử dụng được tiếp cùng với tim nước với cả cá và trận đấu này thì tim nước đang chiếm ưu thế hơn so với cả cái tim mà dòng đất đá bên kia có thêm mắt nữa suýt phân tách như đây Unti cũng tốt phết đến tận 14 triệu mặc dù là nó một con thuộc dạng là liên quan đến phòng thủ là chính cuối cùng đã phân tách ra thành dạng 50 rồi đánh liên tục của Zigade 50 này và Manafi gần chết Giết được chết được mana đoạn này thì có thể là sẽ làm cho bên tìm nước bị yếu đi và dần dần bị chết dần. Thổi bay hôm nay mình kêu lên, còn lại mana này và cuối cùng biến thành cá. thì trận này thì đến đoạn như này rồi thì uh, tìm nước cũng bắt đầu dần vào thế thua thì mình sẽ kết thúc clip này ở đây để đến với bàn đài bàn đài cũng có một người chơi rất là đam mê cái team nước nhưng mà Pangea hay những Pokemon khác chưa được điều chỉnh giống bản tiếng chung này đâu cũng lại là một người chơi uh, sử dụng cái team full nước như thế này mỗi khoản là Pankia với Kendall với cả Manaphy chỉ với 11 sao thôi và đấu với cả cái team mà đợt trước mình đã vừa từng review rồi À, với Megamushu X đây, Reshiram, Zihachi, tất cả à, Seimin. Và trận đấu bắt đầu. Team Full nữa. Nói chung là với những ai đam mê thì à, có thể à, nâng lên. Bên kia thì à, Seimin vừa vào trận đã có luôn đó là cái hoa kháng tử này. Celebi cũng búp cho cái Mega Mojo X à, là kháng tử của nó. Đồn đội hình rất là nhiều kháng tử. Gamma à, Magenta bên kia chỉ mới 4 sao thôi. sau đó thì nó cũng sẽ không có... Ở quá nhiều độ trâu đâu với cả cái tim này Điện biến hơi nhanh Mình sẽ tua tốc độ như này à, Về Megamo chú ích nhé, à, cái đội hình này hôm trước mình đã có vừa review rồi à, Đấm với cái lượng sát thương gây ra cực kỳ là cao luôn đấy. Đây lại ulti thêm phát nữa Ulti lắm thế ta có một phần có lẽ là sự hỗ trợ của Semin chăng mà cái sát thương của Mega Motric bên này nuôi uh, đam rất là ổn lần trước đập với cả cá của bên đội hình trước ấy uh, hôm hôm trước mình đã review rồi ấy, đập một phát 5 triệu với 3 triệu luôn uh, team bên này nuôi Mega Motric rất là mạnh thì với bạn nào mà vẫn đam mê cái team giác đấu của Mega Motric, thì uh, ở đây chỉ sử dụng có đúng một con uh, Mega Magenta dắt đấu đi cùng thôi Nhưng mà Mega Modric bên này vẫn hành động Vẫn đánh cảm thấy rất là lực luôn xemin đây Để tạo cái kháng tử Bây giờ nó ưu tiên lại dành cho đồng đội mà có cái sức tấn công cao nhất này Mà cũng không phải là hệ có hệ gì cả Nó lại vừa búp luôn dành cho Mega Modric luôn Pankia đây đã ulti Pankia ở bản tiếng đài này với bản tiếng Anh thì cũng chưa chỉnh sửa lại bộ skill nên nó không có cái phân thân giống như cái ở bản tính chung lúc nãy 27 triệu Askenza bay ra Magenta luôn bay Semin luôn thêm một phát nữa uh, Reshiram thì tiến vào trạng thái kháng tử còn lại mỗi Celebi mà tất cả là gọi là dồn dành cho Mega Mô đây mất đi một cái khoa kháng tử mất đi cái đá kháng tử rồi Dresiram cũng đang gần chết ở chế độ ép sung đánh chết Mega đã chính thức ulti đập vào cá đập lực thật toàn 3 triệu 2 đấy. 3 triệu 7 này chính vì như thế này mới có thể là đập chết được một số địch bên kia ấy. tiếc là không không bạo kích cả team dồn hết vào cho Mega Mojic đánh đàm khỏe phết CDP đang vào mục tiêu tiếp theo thêm phát này nó mất cái hoa kháng tử này chuẩn bị mất lá kháng tử này và còn lại mỗi Giachi với cả Mega Modric để đập với cả 6 Pokemon nước thế kia liệu có thể giành được chiến thắng hay không. Duyên. Một quả 16 triệu nữa và Giachi đã chính thức tử trận. Giachi với cả cái khiên của nó với cả cái kén của nó đây. Trụ ở hàng trên để làm phòng thủ luôn. Bây giờ còn bộ đôi uh, Celebi với cả Mega Modric. JB cũng ulti được 2 triệu rưỡi cơ Một đèo một quả đấm 4 triệu 9 Nếu Mega Modric trận này có highlight để Chiếm spotlight Đập chết cả cả 6 con này hay không à, Vào trong chế độ uh, ra đỏ rồi Bên này nuôi tốt phết Đập toàn 3-4 triệu trở lên Mà Mega Modric nó đang chuẩn bị đến cái cột thứ tư Nó có đến 16 cái ấn Và càng nhiều ấn thì nó lại càng mạnh Chính ra là lên mu là nó sẽ có rất nhiều ấn như này Nó cũng tốt Bởi vì lúc đấy nếu mà quay trở lại được cái mốc 1 của nó Thì uh, sát thương gây ra nó lại bé Một quả Unti Con nào đây Ban Kia này Đập phát gần chết Thêm một quả nữa 8 triệu ba chết luôn Và Mega Mojic đợt này đang uh, rất là nguy hiểm và vừa rồi thì Ziachi cũng đã được hồi sinh trở lại bởi z 4 rồi này à không trận này bị thua